thành phố Hồ Chí Minh hơn 60 km về phía nam, tháng 6 ngày 30 2023. 75 km về phía đông bắc. Từ Phnom Penh, Campuchia di chuyển về phía hạ nguồn 260 km là tới được Mỹ Tho. Di chuyển khoảng 46 km nữa sẽ gặp cửa tiểu, cửa biển đầu tiên thuộc hệ thống sông Cửu Long. Vị trí này thì thuận lợi cả về đường bộ và đường thủy. Hiện nay Mỹ Tho và tỉnh Tiền Giang được xem là một phần của miền Tây Nam Bộ, nhưng mà trước đây thì không. Khi còn thuộc tỉnh Định Tường trong 6 tỉnh Nam Kỳ, Mỹ Tho được coi là một phần của miền Đông Nam Bộ, hay dùng từ chính xác hơn là miền Đông Nam Kỳ.